Quang Hải nỗ lực tìm lại phong độ sau quãng thời gian xuất ngoại không thành công. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của sự nghiệp, huấn luyện viên Chausseur đã bên cạnh Quang Hải để động viên, khích lệ và trao gửi niềm tin vào cậu học trò sẽ sớm lấy lại phong độ. Bằng kinh nghiệm lọc lõi, nhà cầm quân người Pháp biết Quang Hải vẫn là một cầu thủ ngôi sao của bóng đá Việt Nam, có thừa khát vọng vươn lên, như cách Hải chấp nhận xuất ngoại với nhiều rủi ro. Điều mà Hải cần là một điểm tựa để lấy lại sự tự tin. Hơn 2 tháng trở về Việt Nam, đặc biệt khoảng thời gian thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giúp Quang Hải phần nào tìm lại được chính mình. Nếu nhìn vào thống kê một bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 8 trận ở V-League 2023 không phản ánh đủ và rõ sự cố gắng của Hải. Thật ra, giai đoạn đầu của tiền vệ quê Đông Anh, Hà Nội, ở môi trường Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn về việc thích nghi. Vấn đề của Quang Hải, như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từng chia sẻ, đó là Hải chưa đặt đúng vị trí sở trường. Thời còn dẫn dắt Hà Nội FC, ông nghiêng đẩy học trò ra đá tiền vệ cánh, hoặc chơi tự do trước vòng cấm. Nhờ vậy mà tiền vệ sinh năm 1997 có nhiều đất trống để gây dựng thương hiệu, nâng tầm về chuyên môn. Điều tương tự khi lên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Cựu huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo cho Hải đường băng đủ rộng để cất cánh. Chặng cuối ở mùa giải 2023, Quang Hải được trả về đúng vị trí sở trường. Cộng hưởng với việc bắt nhịp được những bước chạy của các đồng đội ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà vô địch AFF Cup 2018 đã chơi tốt hơn. Đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ở trận chung kết với Viettel FC. Quan trọng hơn là đường kiến tạo để Gustavo ấn định tỷ số hòa 1-1 vào lưới Thanh Hóa trong ngày hạ màn V-League. Đó là pha lập công được xem giữ lại chức vô địch cho câu lạc bộ Công an Hà Nội.